Đẩy vào. Đấy, này. Chào các bạn đến với kênh Sò Cá Bãi Đốc các bạn. Hôm nay mình với anh Minh lại tiếp tục đi săn. Này anh em mình vô cái giờ cái điểm này mới. Điểm này hồi xưa có đi vô một lần rồi, lâu rồi. Giờ anh em mình đi săn thì hôm nay Sò Cá lại bắn cái chạc là 7.5. Lại khổ dây như cũ thôi anh em ơi. Giờ Sò Cá mở lên, ở đây chắc nhiều tôi hú mở lên chắc lại liền. Anh em nhìn thấy chàm gì là vòng vòng mở đây là tôi hú nhiều lắm anh em. Nãy Sò Cá bắn rớt phướng trước rồi. Để ngồi đây anh em bấm hú cái rồi có gì sau này quay về mình coi. Cái chỗ này chắc cũng bi quần nhiều rồi. Nè, sau cái bắn gì sau cái nãy mới giết một khứng. Mày ăn phướng này tôi hú mình chơi đụng nữa đó sẽ qua bữa nay qua rồi thử thì nè tôi ta bắn cái chặt 7.5 này nè. Giặt này mới vũa chưa có đánh bóng nữa. Bắn củ dây là 16-10 230 nha, bắn 18 đây. Rồi, nếu mà có gì chúng ta sẽ quay cho anh em coi anh em ạ. Trời tôi không phải nhau để cho bắt đâu ơi. Chui rồi. Má hơn nụ. Cái. Chưa. Nó đâu? Nó đâu? Chưa gớt. Chưa. Nó tỉnh đó. Rồi. Xong nha. Ba ơi, ở đây sao thấy được? Con thứ hai của anh em. Má à, nãy giờ quần kiếm con này con dạng nhất đó. Má khung ghê vậy. Con này đúng khung luôn. Xong phim. Thôi đi tiếp đi, hao thời gian quá. Sorry anh em vì đã tạm dừng video săn bắn bắt cặc anh em. Thì để cho Sò Cá bán hàng ở trên kênh YouTube của mình để kiếm kinh phí để duy trì kênh anh em. Thì hôm nay Sò Cá sẽ giới thiệu tất cả những thứ mà Sò Cá nhập về bán cho anh em thôi. Đây là những thứ mà Sò Cá phải dùng chính tiền mà mồ hôi công sức của Sò Cá đi làm YouTube rồi. Rồi nhập về bán cho anh em đi kiếm chút ít vốn để mà đi chì kênh. Thì đây là mẫu Hero đây, mẫu này được giá cạnh không còn bén nữa. Cầm cái là ok thoải mái anh em. Cái này chặt 7, đồng 20, chỉ giá 160k nha. Đó. Khi mua thì có một cây lục giác. Đó, cây lục giác Sò Cá tặng cho hai bộ dây nha anh em. Hai bộ dây. Đây 160k bao ship nha anh em. Mẫu thứ hai là cây sao sọ, cây này được đánh bóng gương, cây này chỉ còn được mấy cây thôi, có chút pin. Đây kẹp đến đầu còn lỗ khe, có khe thoát thung luôn em, rất là đẹp. 200k bao ship nha anh em, tặng hai bộ dây. Còn mẫu này là A7 nha anh em. Mẫu này thì nhỏ gọn rất là ok, cầm rất là im. Cái này chặt 7, đồng 20. Cái này chỉ giá 180k nha anh em, bao ship tặng hai bộ dây. Với cái lục giác này nè, thì bên Sò Cá cũng bán da nữa nè. Đây, nha là bắn được 17 18 nha anh em. Có hai mẫu. Mẫu nhỏ và mẫu bự. Cho anh em thích cầm bự và cầm nhỏ nè. Đây. Da rất là dày.
bền nha, tái sử dụng nhiều lần. Sô ca cột thông bán như vậy nè, đây này màu nhỏ nè, nó thấy không? Đây sô ca bán thùng bộ 10 bộ gì là 130k nha anh em, bao ship. Anh em mua thùng với bi thì sô ca free ship hết, bi một ký là 40k, một ký 40k mà anh em mua bi với thùng thì sô ca bao ship, bi với ná sô ca bao ship, còn mà mua bi không thì anh em tự chịu ship nha. Rồi đây cũng sô ca cũng bán thùng nè anh em, hộp gì là 2m 130k mua lẻ nha anh em, phí ship thì anh em chịu, còn mua sỉ thì cứ inbox sầu ca báo giá nha. Da này cũng vậy luôn anh em, da này anh em nào muốn lấy sỉ về bán cho anh em ở gần nhà thì cứ liên hệ nha, cục bộ bán thì cứ liên hệ sầu ca nhiều lắm, mấy ngàn miếng lần. Mấy ngày bỏ rồi. Bồi. Gãy mỏ ơi. Cái đầu gãy mỏ, cái sau bồi lũng 3 viên. Một viên dướt. À, đang ngồi buồn trống. Vậy đó. Nè nó nè anh em. Má, thứ nào chịu nổi. Đang đi vô đâu anh bay qua anh gớt ngang mặt luôn. Ngay mỏ gớt xuống bộ viên ớt mà nó bay, nó bay với đạn vậy đó. Bay tới đây. Con này mạnh với bộ. Nghe nó cắt không? Ừ. Còn một con máy với con trống nữa. Ừ. Nó nhanh quá. Rồi về anh em ơi. Nay hai anh em mình đi thất bại rồi. Được con nhiều đây, con bịch. À, thấy không? Anh Minh. Giật động luôn. Trời ơi là trời. Đi để đếm chim cho anh em coi rồi hai anh em mình cũng chạy về cho kịp tối luôn rồi. Trời ơi hai con bông nửa ký rồi, con này nửa ký mẹ rồi. Bắn nói chung là bữa nay đi mà được có nhiêu đây là cũng mừng rồi anh em ơi. Bữa nào cũng năm cháu con chứ. Ừ, vậy là bữa nay mình thất đó đúng không? Trời. Vậy là im rồi, đó. Anh em thấy không? Được có nhiêu đây à? Ba con tôm hú, ba con cu, con phướng. Đó. Thì anh em mình cũng kết thúc video ở đây. Hẹn anh em ở video sau. Anh em có mua thùng ủng hộ thì nhớ liên hệ số điện thoại màn hình nha anh em. Giờ anh em mình chụp hình nè, làm hình nền, rồi nay mình về. Rồi chào tạm biệt anh em. Nhớ đăng ký kênh ủng hộ Sô Ca nha. Rồi tạm biệt anh em.